Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Thiển Thích. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20. Hạnh nhẫn nhục của Thường Bất Khinh Bồ Tát, dùng tinh thần tôn trọng và tin tưởng bản thân, khiến chúng ta có thể học tập trong giữ vững niềm tin với chính mình, ngoài kính không lơ là với trần cảnh, thân cẩn thận đối với hành vi, miệng hết sức cẩn thận lời nói, xuyên qua thời không đến tận hang cùng ngõ hẻm, hóa thành chân lý nhiệm màu giống như hoa sen. Đắc Đại Thế Bồ Tát, như ta đã nói trước đây, phàm là người nhục mạ, phỉ báng kinh dị pháp liên hoa này, người đó sẽ mắc tội rất nặng. Ngược lại, người nào tuyên dương kinh diệu pháp liên hoa này sẽ được công đức vô cùng lớn lao. Lục căn của người đó là nhãn nhĩ tỷ thị thần ý, sẽ được hoàn toàn thanh tịnh. Công đức tùy tùng bộ kinh này thật là bất khả tư nghị. Sau đây ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này có liên quan đến sự tinh tấn truyền đạo của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh Bồ Tát. Về thuở rất lâu xa quá khứ, vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, khi đó có một vị Phật hiệu là Oai Âm Dương Như Lai. Kiếp đó tên gọi là Ly Suy. Nước đó tên là Đại Thành. Trong thời Tượng Pháp, sau khi Đức Oai Âm Dương Như Lai nhập diệt, đa số các tỳ kheo rất ngạo mạn, can cường. Khi đó có một vị xuất gia hành Bồ Tát Đạo, vị đó có tên là Thường Bất Khinh Bồ Tát. A-di-đà Phật, các vị tôn giả, tôi rất tôn kính các vị, không dám khinh mạn. Này, ông có biết người đó không? Không biết, từ trước tới giờ chưa từng gặp người này qua. Tôi cũng không biết. Tôi không dám khinh mạn các vị. Tôi thâm tâm lễ kính tán thán các vị, bởi vì các vị đây ai cũng đều đang tu hành Bồ Tát Đạo, hơn nữa tương lai đều sẽ giác ngộ thành Phật. Hả? Thật sao? Vậy thật sự cảm ơn nghe. A-di-đà Phật, các vị tôn giả, tôi rất tôn kính các vị, không dám khinh mạn. Các vị đây tương lai đều sẽ giác ngộ thành Phật. Thường Bất Khinh Bồ Tát mỗi lần gặp người nào cũng đều lễ kính tán thán không ngớt. Các vị tôn giả, tôi rất tôn kính các vị, không dám khinh mạn. Các vị đây tương lai đều sẽ giác ngộ thành Phật. A-di-đà Phật, các vị tôn giả, tôi rất tôn kính các vị, không dám khinh mạn. Các vị đây tương lai đều sẽ giác ngộ thành Phật. Người đó rốt cuộc là ai vậy? Hành động cũng thật là kỳ dị. À đúng vậy. Ừ, có một tên cứ mỗi lần gặp người nào đều nói tôi không dám khinh mạn. Ồ, có chuyện để nói sao? Ông ta tuy là tỳ kheo xuất gia, nhưng lại không chịu đọc tụng kinh điển, chỉ có đối với mỗi người đều lễ bái ca tụng không ngừng. Ồ, vậy thì đơn giản là chúng ta đặt tên cho bệnh thần kinh này một biệt hiệu, gọi là Thường Bất Khinh. Thường Bất Khinh, cái tên này hay đó. Được đó. Thật sự là kỳ diệu mà. Được. Ý, nhưng vì sao mỗi lần ông ta gặp người là cứ phải nói như vậy? Đúng đó, sao tôi không nghĩ đến chuyện này? Đúng là càng nghĩ càng khó hiểu. Ông ta lại còn dự đoán rằng chúng ta tương lai đều sẽ giác ngộ thành Phật.
Vậy thì ông ta xem chính mình thành ra cái giống gì chứ? Ê, ông ấy nói như vậy là có ý xem thường chúng ta chứ gì? Nhất định là như vậy rồi. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Thật đem chúng ta biến thành những kẻ khờ khạo. Làm gì có cái lý này. Ê, ông ở bên đó đi ngang qua kìa. Quả nhiên chính lão ta. Được, được. Xem chúng ta dạy dỗ cho làm một trận. A-di-đà-phật. Các vị tôn giả, tôi rất tôn kính các vị, không dám khinh mạn. Các vị đây tương lai đều sẽ giác ngộ thành Phật. Cái tên hỗn đảng này dám nói những lời như thế mỉa mai chúng ta. Chúng ta không cần lời thoại ký giả dối của ông. Nào, mọi người xông lên dạy dỗ chúng ta một trận. Cái tên dự đoán quan đường này lừa gạt người khác. Ông mau cút đi. Đi. Rồi. Đi. Nếu các vị đánh mắng tôi, nhục mạ tôi nhất mực tôn kính ca ngợi các vị. Cái lão già này phiền chết đi được. Chúng ta chỉnh ông ta như vậy mà ông ta vẫn không sửa được cái miệng. Đúng đó. Vô lượng kiếp tiền thân đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Bồ Tát thuộc bất kinh. Ngài thọ trì đức kiêm từ, lòng cung kính chắp tay lạy người, hoan hỷ nói rằng lạy người tôi không dám. Hô hấp của mình càng ngày càng yếu. Mình nghĩ có lẽ ngày sống của mình không còn được bao lâu nữa rồi. Thương Bất Kinh Bồ Tát, hỡi, rốt cuộc là ai đang nói vậy? Hình như là âm thanh từ trên trời truyền xuống. Đây là chuyện gì vậy? Này không phải là kinh Pháp Hoa sao? Tại sao đột nhiên mình lại nghe minh bạch thâm nghĩa của lời kinh? Thật hay quá! Thương Bất Kinh Bồ Tát, lục căn của ông nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đã được thanh tịnh hoàn toàn. Đến đây, từ đây về sau, ông sẽ tuyên dương cho người đời kinh Pháp Hoa mà ngươi đang được nghe đó. Nhưng mà con tuổi già sức yếu, không bao lâu nữa sẽ chết rồi. Ông hãy yên tâm, thọ mạng của ông hiện tại đã kéo dài hơn 200 muôn ước năm rồi. Ông hãy vì chúng sanh mà rỗng truyền bộ kinh bất khả tư nghị này. Vậy Thường Bất Kinh Bồ Tát về sau này như thế nào? Những người kiêu mạn khi đó đã từng nhục mạ, phỉ báng, đánh đập ông, về sau nhìn thấy Thường Bất Kinh Bồ Tát đắc được đại thần thông lực, biển tài vô ngại, công nhận tinh phục mà còn nghe theo lời giáo hóa của ông ấy. Việc này thật bất khả tư nghị. Không chỉ như thế, Thường Bất Kinh Bồ Tát sau đó còn độ hóa được vô số chúng sanh, khiến họ đều được an trụ trong vô thượng Phật trí, đắc đại thế Bồ Tát. Ông có biết vị Thường Bất Kinh Bồ Tát đó là ai không? Đó chính là tiền thân của Như Lai vậy. Thì ra là Đức Phật. Nếu ta ở đời quá khứ không thọ trì đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa này và vì người mà dạng nói, thì chẳng thể mau chóng đắc được vô thường chánh biến trì. Những người từng có tâm niệm áp ý đối với Thường Bất Kinh Bồ Tát, sau này cũng tùy theo nghiệp
đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu các khổ nạn. Trong 200 ức kiếp chẳng thể gặp được Phật, chẳng được nghe Pháp. Cuộc sống tối tăm mù mịt. Thật quá bi thảm. Sau khi những người này thọ xong nghiệp báo, lại gặp được Thường Bất Khinh Bồ Tát giáo hóa cho họ, cuối cùng cũng đều được hoàn toàn khai ngộ. Hiện tại trong số những người có mặt ở đây, có rất nhiều người khi đó đã từng cười cợt, nhạo báng, chửi mắng Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thật là xấu hổ. Kênh này thật là kỳ diệu, không thể nào diễn tả. Người đã từng phỉ báng nhục mạ vẫn có thể nương kênh này mà viên mãn đạo Bồ Đề, đắc Đại Thế Bồ Tát. Ông có biết bộ kinh Pháp Hoa này sẽ làm lợi ích rất lớn cho chư vị Bồ Tát, sẽ khiến cho mọi người thăng tiến lên cảnh giới vô thượng chánh đặng chánh giác. Từ số kiếp rất lâu xa về trước đến nay, ta đều đang tuyên giảng giải thuyết kinh Pháp Hoa cho người đời. Cũng có vô số vô lượng chư Phật cũng đang hoàn dương bộ kinh này. Ta sắp đến thời phải viên tịch nhập diệt. Sau khi ta nhập diệt rồi, các ngươi phải tính phần đọc tụng, giảng nói và biên chép kinh Pháp Hoa này hết sức truyền bá rộng khắp. Như thế mới có thể đời đời kiếp kiếp đều được gặp Phật và mau chóng thành tựu Phật đạo. Thank you.
Mi Đa Phật. Nam mô A Mi Đà 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 Phật.